Mấy ngày qua, thương lái từ khắp nơi tìm đến các xã vùng ngọt hóa huyện Trần Văn Thời, vùng trọng điểm lúa hè thu của tỉnh Cà Mau, để đặt cọc thu mua lúa, khiến giá lúa hè thu tăng kỷ lục so với từ trước đến nay. Theo nông dân, chưa có năm nào giá lúa hè thu lại tăng đột biến như vụ mùa này. Khoảng một tháng trở lại đây, giá lúa cứ tăng lên theo từng ngày, từ hơn 6.000 đồng một kg đã tăng lên 8.000 đồng một kg. Vụ lúa hè thu năm nay, nông dân huyện Trần Văn Thời xuống giống được gần 29.000 hecta. Dù gặp một số bất lợi do tình hình thời tiết, tuy nhiên do ít sâu bệnh nên vụ sản xuất cũng tương đối thuận lợi. Với giá lúa tăng kỷ lục như năm nay, nếu năng suất đạt khá, lợi nhuận thu về sẽ khá cao nên bà con rất phấn khởi.